Hey, xin chào các em. Hôm nay là ở tuần số 16 thì thầy xin nhắc cho tất cả các em cái nội dung ôn tập kiểm tra học kỳ 1 môn công nghệ lớp 9 của mình. Thì về nội dung ôn tập môn công nghệ thì các em sẽ ôn cho thầy 3 bài. Xin lỗi, các em sẽ ôn cho thầy là 4 bài. Bài 3, bài 4, bài 5 và bài 6 nha. Thì về bài 3 là dụng cụ dùng lắp đặt mạng điện thì các em là ôn cho thầy hai phần. Phần thứ nhất là đồng hồ đo điện, là công dụng, các ký hiệu quy ước và phân loại. Phần thứ hai là dụng cụ cơ khí thì tên gọi và công dụng. Và ở đây thì thầy chỉ yêu cầu chúng ta ôn chủ yếu là cái phần tua vít với lại cái kìm thôi ha, các loại kìm điện á. Rồi về bài 4 thực hành sử dụng công tơ điện thì các em phải hiểu các ký hiệu quy ước ghi trên công tơ và có thể là tìm hiểu thêm cái công tơ điện tử. Rồi sơ đồ lắp công tơ, cách tính điện năng tiêu thụ, tiền điện phải trả hàng tháng. Ở bài 5 là bài thực hành nối dây dẫn thì các em biết các loại mối nối dây, yêu cầu kỹ thuật, quy trình chung thực hiện nối dây, các dụng cụ, vật liệu, thiết bị cần dùng cho mỗi loại mối nối, số vòng dây quấn cần đạt của mối nối thẳng, mối nối rẽ, yêu cầu kỹ thuật cần đạt của mỗi loại mối nối như là công tắc, cầu chì, phích cắm điện, ổ điện, đuôi đèn, yêu cầu như thế nào ha, mình phải biết và nhớ. Rồi ở bài 6 là thực hành lắp mạch điện, mãn điện. Thì chúng ta phải biết là để làm bài này thì chúng ta phải cần có dụng cụ, vật liệu, thiết bị như thế nào, về các loại bảng điện, chức năng nó như thế nào, rồi sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, các bước vẽ sơ đồ, quy trình chung lắp đặt mạch điện, bảng điện, các bước thực hành lắp mạch điện, bảng điện. Đó thì đó là những cái yêu cầu để chúng ta chuẩn bị, chúng ta ôn tập để thi học kỳ 1. Rồi, như vậy thì ở đây thầy có một số câu hỏi cụ thể ôn như sau. Thứ nhất là về cái công dụng và ký hiệu quy ước của đồng hồ đo điện thì đây là cái công dụng ha, là dùng đo cường độ dòng điện, hiệu điện thế, điện trở, công suất, điện năng tiêu thụ, giúp người sử dụng biết được tình trạng làm việc, các sự cố, nguyên nhân hư hỏng của các thiết bị đồ dùng điện. Rồi, đây là ký hiệu của vôn kế, các em phải nhớ nè. Đó. Là vẽ cái vôn kế là chữ V bên trong và bên ngoài là cái vòng tròn bao bên ngoài ha. Đây, ký hiệu của ampe kế nè là chữ A ha, vòng tròn bao. Quát kế là chữ W có vòng tròn bao ngoài. Công tơ điện là cái hình chữ nhật rồi có chữ bên trong là kWh giờ nha, là kWh đó. Ôm kế, đây ký hiệu ôm kế. Rồi em thấy mà ký hiệu là cái số 0,1, 0,5 nó là cấp chính xác. Thế cấp chính xác là cái gì? Cấp chính xác là cho biết độ sai lệch tuyệt đối của phép đo. Và đơn vị tính nó thường thường là phần trăm đó nha các em. Rồi nếu em thấy cái ký hiệu là 2 kV thì đó là điện áp thử cách điện là 2 kV. Nếu thấy ký hiệu mũi tên và cái ký hiệu góc vuông á, là cái đó là phương đặt dụng cụ đo nha, phương đặt dụng cụ đo của đồng hồ. Rồi phân loại đồng hồ đo điện thì ampe kế là dùng để đo cường độ dùng điện, các em nhớ cho thầy ha. Watt kế là đo công suất tiêu thụ, vôn kế là đo điện áp, hiệu điện thế, công tơ điện là đo điện năng tiêu thụ và ôm kế là đo điện trở. Còn đồng hồ vạn năng là VOM á, thường người ta thường gọi là VOM thì là dùng để đo hiệu điện thế, cường độ dòng điện và điện trở. Rồi câu số 3 là có cái câu mà để tính cái độ sai lệch tuyệt đối của đồng hồ đó em. Thí dụ vôn kế có thang đo cao nhất là 500, cấp chính xác là 2,5, em hãy tính độ sai lệch tuyệt đối của đồng hồ khi đo. Thì khi mà gặp câu hỏi như thế này thì em lấy cái con số 500 này nè, em nhân với 2,5, xong rồi em chia lại cho 100. Thì ra cái độ sai lệch tuyệt đối của phép đo là 12,5 V. Rồi câu số 4 là cho biết tên gọi và công dụng của các loại dụng cụ cho bởi hình. Thí dụ hình số 1
Em thấy hình số 1 không? Hình số 2, hình số 3, hình số 4. Thì hình số 1 là tên gọi của nó là cái kìm răng nha các em. Nha. Và công dụng của cái kìm răng là dùng để kẹp vặn tháo lắp, kẹp giữ dây. Cái hình số 2 là cái kìm tuốt dây, là công dụng dùng để tuốt vỏ dây dẫn. Cái kìm số 3 là cái kìm mỏ nhọn, cái kìm này nè, kìm mỏ gọi là kìm mỏ nhọn. Công dụng nó cũng nhiều, dùng để kẹp, cũng dùng để tháo lắp, dùng để cắt cũng được luôn. Tuy nhiên là cái lực kẹp của nó sẽ yếu hơn cái kìm răng nha. Nhưng mà cái kìm mỏ nhọn nó có một cái ưu điểm đó các em, là mình có thể là kẹp ở những cái góc cạnh nhỏ. Do cái đáy mỏ nó nhọn nè, nó dễ kẹp nha. Rồi cái kìm hình số 4 là cái kìm cắt, công dụng chuyên nó là để cắt dây dẫn thôi ha. Rồi chúng ta có câu số 5 là tên gọi công dụng của các loại dụng cụ cho bể hình. Thì đây là em nhìn hai hình này nè, đây là hình ảnh của cây tua vít á. Thì hình số 1 là cây tua vít đầu ba ke, còn hình số 2 là tua vít đầu bàn. Thì công dụng của nó chung á, là dùng để bạn tháo lắp, em nhớ ha. Rồi, hình dưới đây là đồng hồ tên gọi là gì ha, các ý nghĩa số liệu ha, thì các em nhìn đây nè. Thì đây là cái công tơ điện. Cái dãy số này á, là cho mình biết là số chỉ điện năng tiêu thụ. Được không nè? Rồi, ở đây con em thấy con số, những con số này thì em không cần để ý ha. Con số này 220V, đây là điện áp định mức. 5 mở ngoặc đơn 20A, thì đây là cường độ dòng điện định mức. Rồi, em thấy chữ 50 Hz không? Đây là tần số dòng điện xoay chiều định mức đưa vào công tơ. 900 vòng kWh có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi điện năng tiêu thụ 1 kWh thì cái đĩa nhôm ngay chỗ này là nó quay 900 vòng. Rồi, cấp 2 là cấp chính xác, nhớ nha. Rồi ở đây là chúng ta có một cái câu là giống như hướng dẫn cho chúng ta là cách tính điện năng tiêu thụ và tiền điện phải trả hàng tháng của gia đình đó các em. Thì các em thấy là ngày 1 tháng 10 số chỉ là như thế này, 26949. Thì em để ý cái ở phía trên số 9 này có con số 0,1 hoặc là ở nằm ở phía dưới cũng được nha. Thì cái chữ số này là chữ số thập phân nha. Khi mà mình đọc tính tiền điện á, đọc điện năng tiêu thụ á, thì các em không có đọc cái chữ số thập phân này, bỏ nó đi. Như vậy thì lúc này mình đọc ngày 1 tháng 10 số chỉ điện năng là 2694 thôi nha các em. Tương tự như vậy ngày 1 tháng 11 thì mình đọc cái số là 2985 nhá ha. Như vậy thì để tính điện năng tiêu thụ của tháng 10 của gia đình á, ở đây là từ tháng 10 cho đến đầu tháng 11, vậy là điện năng này là điện năng tiêu thụ của tháng 10. Thì ta lấy con số 2985, ta trừ cái con số 2964 thì ra được điện năng tiêu thụ là 291. Và với cái yêu cầu như vậy và điện thuế giá trị gia tăng là 10%, thì mình sẽ tính như sau. 291 thì mình chia làm hai phần, 100 ký đầu tính với giá 1.500, còn lại là 191 ký thì mình tính với giá 2.000. Sau đó mình lấy hai cái này mình nhân cho 110%. Tại sao là có số 110%? Vì ở đây là cộng thêm 100%, xong rồi cộng thêm 10% thuế giá trị gia tăng là ra 110%. Như vậy sau khi tính phép tính này ra thì ta được con số tiền phải trả là 585.200 đồng. Rồi sơ đồ mạch điện công tơ điện thì cách nhớ đây. Sơ đồ mạch điện công tơ điện thì ở phía trên này nó có hai cái hình chữ nhật bự, hình chữ nhật nhỏ ở dưới. Có bốn cái chấm đánh số 1, 2, 3, 4 đúng không? Ở trên đây là có chữ kWh là tên của cái công tơ điện để mình biết đó. Ở phía dưới này bên tay trái của cái công tơ điện là dây nguồn. Gồm có dây pha và dây nguội. Dây pha đưa vào cọc số 1, nối vào cọc số 1, dây nguội nối vào cọc số 3. Ở bên phải chúng ta gồm có cầu chì, công tắc và đèn. Cọc số 4 nối với cầu chì, rồi cầu chì nối với công tắc nối với đèn, đèn nối về cọc số 2. Đó là vẽ cách vẽ công tơ nha. Rồi các dụng cụ vật liệu thiết bị dùng khi thực hành nối thẳng, nối rẽ là gồm những cái gia nào? Thì dụng cụ vật liệu thì thứ nhất là dụng cụ thì chúng ta chỉ dùng khi mà thực hành nối thẳng, nối rẽ đó.
thì chúng ta chỉ dùng kìm thôi nhé các em. Thì gồm có bốn cái kìm: cái kìm răng, kìm mỏ nhọn, kìm tuốt, kìm cắt. Còn vật liệu thiết bị là chúng ta có dây dẫn điện, băng keo, giấy nhám. Rồi cũng câu hỏi về thực dụng cụ vật liệu thực hành, nhưng mà ở đây là nói dây vào các thiết bị điện. Các thiết bị điện ở đây có thể là cầu chì, có thể là công tắc, có thể là đuôi đèn, có thể phích cắm điện, có thể là ổ điện. Như vậy thì để nối dây vào những dụng cụ là những cái thiết bị điện này, thì về dụng cụ chúng ta phải cần là vẫn là bốn cây kìm, nhưng mà phải bổ sung thêm cây tua vít để vặn. Rồi vật liệu thiết bị là dây dẫn điện, thì ngoài dây dẫn điện thì chúng ta có các thiết bị điện là cầu chì, công tắc, ổ điện, đuôi đèn, phích cắm, rồi giấy nhám để chà ha. Rồi nêu các loại mối nối dây dẫn điện, thì các em nhớ giùm thầy ở đây, nếu gặp câu hỏi này mình sẽ trả lời là chúng ta có 3 loại mối nối. Thứ nhất là mối nối thẳng, mối nối tiếp. Thứ hai là nối phân nhánh, nối rẽ. Thứ ba mối nối dùng phụ kiện. Dùng phụ kiện thì gồm có hộp nối dây, bu lông, đai ốc nối dây. Rồi cho biết yêu cầu kỹ thuật của mối nối. Thì nếu mà chúng ta gặp câu hỏi này thì chúng ta chỉ cần trả lời đơn giản là nó có 4 ý. Ý thứ nhất là yêu cầu đầu tiên là dẫn điện tốt. Rồi, yêu cầu thứ hai của mối nối là có độ bền cơ học cao. Yêu cầu thứ ba là đảm bảo an toàn điện. Và yêu cầu thứ tư là đảm bảo về mặt mỹ thuật. Về quy trình chung của nối dây dẫn điện thì nó có 6 bước nha các em. Bước thứ nhất là bóc vỏ cách điện. Bước thứ hai là làm sạch lõi. Bước thứ ba là ta nối dây. Bước thứ tư là ta kiểm tra cái mối nối. Tức là sau khi ta làm cái nối dây xong, ta phải kiểm tra lại coi nó có đảm bảo an toàn hay không, có đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật mà mình nêu ở câu 12 hay không. Sau khi kiểm tra thấy nó đạt rồi thì mình mới hàn mối nối để cho nó chắc. Và sau đó là mình băng cách điện mối nối. Nhớ ha. Như vậy là tôi nhắc lại là có 6 bước tất cả nha. Rồi câu 13 là khi nối dây dẫn điện, nối thẳng nối rẽ thì ta phải quấn khoảng bao nhiêu vòng thì đảm bảo yêu cầu. Khi nối dây dẫn điện cho đuôi đèn, ổ điện thì chiều quấn dây vào đai ốc theo chiều nào, vì sao? Nếu gặp câu hỏi này thì ta trả lời như thế nào? Thì ta nhớ nè, khi nối thà dây dẫn điện, mối nối thẳng thì em phải quấn từ 4 đến 6 vòng. Còn mối nối rẽ thì ta quấn từ 4 đến 7 vòng. Rồi, khi nối dây cho đuôi đèn, ổ điện thì chiều quấn dây vào đai ốc là theo chiều kim đồng hồ. Tại sao? Vì chiều kim đồng hồ là chiều siết vào của con ốc. Nên khi mà mình quấn như vậy thì mình siết vào á thì nó sẽ giúp cho mối nối nó bám chặt hơn. Nhớ ha. Rồi vì sao không dùng kìm cắt để kẹp giữ khi thực hiện nối dây, không dùng dao cạo vào lõi dây khi làm sạch lõi? Các em nhớ nha, khi làm thực hành mình không được làm cái thao tác này. Tại sao? Vì khi mà mình dùng kìm cắt hoặc dùng dao để mình cạo á thì nó sẽ ăn vào cái lõi, nó làm cái vết hằn trên cái lõi và rất là dễ làm đứt cái lõi dây khi mà mình quấn. Rồi câu 15, khi thực hành lắp mạch điện bản điện thì ta dùng các dụng cụ nào? Thì dụng cụ cần dùng là kìm răng, kìm tuốt, kìm mỏ nhọn, kìm cắt, tua vít. Rồi ngoài ra là khi lắp mạch điện bản điện thì mình còn có phải thêm là bút thử điện, bích thử điện, rồi cái dùi tay hoặc là cái máy khoan, rồi thước kẻ, bút chì hoặc là bút mực. Khi thực hành lắp mạch điện bản điện, ta phải dùng các vật liệu thiết bị điện nào? Thì em nhớ là các vật liệu thiết bị cần dùng như sau. Thứ nhất là dây dẫn điện nè, thứ hai là cái bảng điện nè, thứ ba là cái bảng thực hành, là để lắp cái bảng điện rồi lắp dây lên đó đó các em. Thứ tư là cầu chì, thứ năm là công tắc, rồi ổ điện, vít cắm điện, bóng đèn, đuôi đèn, băng keo điện và giấy nhám. Đó là những cái vật liệu thiết bị cần dùng nha. Câu 17, có mấy loại bảng điện, trình bày chức năng của chúng? Thì ta nhớ giùm thầy, bảng điện là nó có hai loại, một cái tên là bảng điện chính, một cái là bảng điện nhánh. Và mình nhớ luôn ha, ở nhà mình cũng vậy, mình phải để ý cái bảng điện chính nằm ở đâu, bảng điện nhánh nằm ở đâu, để khi có sự cố thì mình thao tác nó nhanh chóng kịp thời nha các em. Chức năng của bảng điện chính là cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống điện trong nhà. Như vậy khi mà mình ngắt bảng điện chính là coi như ngắt điện toàn bộ ngôi nhà đó. Trên bảng điện chính có cầu dao, cầu chì hoặc là áp tô mát tổng. Bảng điện nhánh thì cung cấp điện đến các đồ dùng điện. Trên bảng điện nhánh thường có lắp công tắc, cầu chì, ổ điện, hộp số quạt.
Rồi ở câu 18 này thì nó hỏi là các bước vẽ sơ đồ lắp đặt là như thế nào, thì các em nhớ giùm thầy, để vẽ một cái sơ đồ lắp đặt chúng ta có 4 bước tất cả. Bước thứ nhất là vẽ dây nguồn, bước thứ hai là xác định vị trí bảng điện và đèn, bước thứ ba là xác định vị trí các thiết bị điện ở trên bảng điện, và bước thứ tư là vẽ dây nối mạch dựa theo sơ đồ nguyên lý. Câu số 19, thí dụ nó kêu là viết quy trình chung lắp đặt mạch điện bảng điện và trình bày cách lắp mạch điện. Đó. Thì ở đây thì cái câu phần này là nó dư thôi ha, mình không cần phải trình bày cách lắp mạch điện ở chỗ này. Câu này thì mình chỉ nhớ là viết quy trình chung lắp đặt mạch điện bảng điện thôi. Thì quy trình chung của nó gồm có 5 bước nha các em. Vạch dấu là bước thứ nhất. Sau khi vạch dấu xong là mình phải khoan lỗ. Rồi sau đó mình mới lắp các thiết bị điện của bảng điện. Và cuối bước thứ tư là nối dây mạch điện. Và bước thứ năm là kiểm tra. Nhớ ha. Tại sao cầu chì công tắc phải luôn được lắp đặt trên dây pha? Cầu tề chì công tắc được lắp đặt trên dây pha là nhằm bảo vệ an toàn khi sử dụng và sửa chữa. Vì khi ngắt cầu chì công tắc ta sẽ ngắt dây pha đến các đồ dùng điện, thì các em nhìn nè. Ví dụ ở đây nha, ở đây là dây pha ha. Thì ta lắp cầu chì ở trên dây pha. Công tắc cũng lắp đặt trên dây pha luôn. Tại sao vậy? Em để ý nha, ví dụ khi em muốn sửa cái đèn chỗ này, em ngắt cầu chì hoặc là ngắt công tắc thì tại đèn mất dây pha thì sẽ an toàn. Tại vì dây pha là dây mang điện. Nếu mà mình không cẩn thận khi mà mình sửa chữa hoặc là mình lắp đặt á, mình không cẩn thận mình chạm chân đất rồi đó là nó giật. Như vậy thì khi ta ngắt dây pha thì sẽ an toàn. Còn nếu mà mình làm ngược lại, lắp bên coi dây nguội ở bên cầu chì công tắc á, thì khi ta ngắt công tắc hoặc là ngắt cầu chì á thì tại đèn là mất nguội nhưng mà vẫn còn dây pha là sẽ nguy hiểm khi sửa chữa. Nhớ ha. Rồi, câu 21 này, đây là sơ đồ nguyên lý của cái mạch điện. Gồm có là hai cầu chì, một công tắc, một cái ổ điện, và cái công tắc này điều khiển cái đèn. Mạch điện này là mạch điện bảng điện nha các em. Mà mình đã học ở bài số 6 á. Đây là sơ đồ nguyên lý của nó. Rồi sơ đồ lắp đặt. Đấy, đây là sơ đồ lắp đặt của nó đây các em. Đó. Như vậy nội dung thầy ôn tập tuần 16 này là đến đây là kết thúc. Các em về xem bài ha. Rồi tuần sau thì thầy có thể cho các em một số câu hỏi trắc nghiệm để em tham khảo ha. Thầy xin chào các em, chúc các em học tốt và thành công ha.